chữ cảm ơn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu sự khởi đầu cuộc di cư của hàng trăm ngàn người Việt Nam khỏi sự đàn áp của Cộng sản để tìm kiếm sự sống và tự do. Hôm 30 tháng 4 vừa rồi, một nhóm người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ 2 và thứ 3 dành một chút thời gian để bày tỏ sự cảm kích về sự hy sinh của họ, của 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ, binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng vô số người tị nạn Việt Nam đã thiệt mạng trên đường vượt biên. Họ là những anh hùng, cũng giống như các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19. Nhân dịp này, 300 tấm bảng đã được trang trí bởi các tình nguyện viên và gửi đến các anh hùng. Cô Tamilton đã đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn đến giám đốc học khu Westminster là bà Cindy Price, ông Jameson Power, ông Văn Đàm và nhân viên đã cho phép họ sử dụng bãi cỏ bên cạnh đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam - Hoa Kỳ để cho việc trưng bày các tấm bảng với chủ đề Thank You này. Hành động trên nhằm bày tỏ sự biết ơn đối với sự hy sinh của những vị anh hùng xưa và nay cũng được lan truyền rộng rãi trên các đài truyền hình địa phương.